Thấy mình tệ, lại có câu nói khiến chủ trì các chùa bất an. Đó là chủ trì rồi thì không giải thoát. Đức Phật đâu có chủ trì ai đâu, ngài chỉ nói pháp lên như thế rồi. Ai muốn tự nguyện đi theo, còn ai muốn là ngài không ép buộc, không ép buộc thì làm sao có chủ trì? Là giải thoát, còn chủ trì thì đâu có giải thoát. Đúng không? Chủ trì mình đang quản thúc người ta mà tự nhiên giờ pháp môn mà đi quản lý người ta rồi thì có gì giải thoát nữa? Đúng rồi quý vị, ông thầy Thích Minh Tuệ ông nói đúng đó. Đã là trụ trì thì khó có thể giải thoát được lắm. Cái này là cái mà mình suy nghĩ rất là nhiều. Và thầy nói rất là hợp ý cái chỗ hiểu biết của mình. Nếu mà đã chấp vào cái trụ trì thì đừng hòng mà giải thoát, không có chuyện mà giải thoát được đâu. Thì nhân quả nó trói buộc như thế làm sao mà giải thoát được. Những cái vị nào mà tu hành cái chấp vào cái lợi cái danh, cái chấp vào cái chức thầy, chức thượng tọa đại đức, tu lâu rồi cái nghĩ là mình giải thoát, rồi trụ trì chùa quản lý người này người nọ, không bao giờ giải thoát được đâu. Nó nằm trong vòng nhân quả hết, khó. Đây chùa Thiền Tông Tăng Diệu cũng đã từng nói lên sự thật rồi, mấy ông đã phá rất là nhiều.